Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 6 câu 54 đến câu 69. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Suy niệm: Trong cuốn Đoạn Đầu Đài, nhà văn Aipato nhận định: Tại sao bao tư tưởng của nhân loại sớm tan đi như xà phòng bọt biển? Tại sao cái mới của hôm nay đã là cái cũ của ngày mai, mà lời Giêsu vẫn không cũ đi và không mất sức mạnh của nó? Nhà văn nổi tiếng và là viện sĩ thuộc Viện Hàn Lâm Văn Học Liên Xô cũ đã cho chúng ta một nhận định đáng giá nghìn vàng về lời Chúa. Tại sao lời Chúa không cũ, không lạc hậu? Tại sao lời Ngài vẫn luôn có sức mạnh, sức sống cho mọi người ở mọi thời? Tại sao lời Chúa đem lại sự sống đời đời? Thưa, một lý do rất dễ hiểu, bởi vì lời ấy đang được Chúa Thánh Thần tác động, soi sáng để thích ứng với mọi người ở mọi độ tuổi trong mọi thời. Trước hai nhận định, một của Phêrô, môn đệ thân tín của Chúa, và một của Aipato, nhà văn không tin Chúa, tôi tự chất vấn: Tôi đã có thái độ trân trọng lời Chúa chưa? Nhất là lắng nghe lời Chúa hằng ngày qua các thánh lễ và siêng năng đọc lời Chúa như của ăn nuôi sống tôi. Tôi cần xác tín như Thánh Phêrô trong đời sống hằng ngày. Lời Chúa có vị trí thế nào trong cuộc đời của tôi và gia đình? Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng tuyên xưng như Thánh Phêrô: Bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Xin cho chúng con xác tín giá trị cao quý của lời Chúa, để chúng con luôn trân trọng, yêu mến lắng nghe, suy nghiệm và sống đời.
Một ngày con biết theo ai, theo ai? Đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu, đi về đâu? Một ngày con biết theo ai, theo ai? Bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại, đời con bạn sự sống bọn người thân con héo hon đời cô liêu trên chốn sương xa bọn ngày con đi với ai đường xa lắc tương lai mịt mờ nào ai dẫn con trên đường dài bọn ngày con đi với bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngần ngơ ngoài kia đời vẫn xanh mơ mà con chết hát hiu hồn thơ ngài ơi sao bỏ rơi con hỡi ngài ơi thân con máu đau chết treo thầm hình nào ai sự sống bọn ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn sương xa bọn ngài con đi với ai đường xa lắc tương lai mịt mờ nào ai dẫn con trên đường dài bọn ngài con đi với ai.